Hôm nay mình dẫn cả nhà xem một căn hộ 3 3LDK đang giao bán 5.980 man ở Shin Nakano, thuộc quận Nakano. Thì đây mình bây giờ mình đã đi quay, bây giờ mình đã chuẩn bị ra về, bây giờ mình sẽ đi đóng cửa, đóng cái cửa lúc trước đã mở. Đây là phòng ngủ này, đây ban công rất là rộng. Đấy, đằng kia là Shinjuku. Hôm nay thời tiết khá là nói chung là cũng rất là đẹp, không nắng, hơi có mây một chút nhưng mà thời tiết mát mẻ. Đã khóa cửa này, ok. Đã khóa cửa này. Và cửa này cũng khóa luôn. Chốt lại. Ok. Đã chốt cửa này. Đấy, phòng được làm mới toàn bộ này. Điều hòa được thay mới, đèn mới. Đấy. Ngăn tủ chứa đồ cũng rất là rộng. Nhà phòng bếp được thay mới toàn bộ luôn, có cả máy rửa bát luôn. Đấy, cái xịn sò này luôn. Đấy, máy bếp ga, ba bếp luôn. Cửa mở ở đây thì cho nó thoáng gió này. Nhà thì xây năm 1973, tuy nhiên là bê tông cốt thép nên rất là kiên cố. Bên trong này người ta bây giờ người ta sửa mới toàn bộ, người ta bóc hết đi tường nhà rồi thì là đây dán tường, dán sàn, dán trần, bày bóc bóc mới hết luôn. Đây là phòng khách này, bốn người ngồi ăn hợp lý này, gia đình ngồi đây xem tivi ở đây. Đây hai phòng ngủ bên cạnh này luôn, cũng rất là tiện nhé. Đấy. Tủ đồ cũng rất là rộng, tha hồ quần áo, phòng nào cũng có tủ to. Ở đây còn có cái ban công có thể đi ra đây được nhé. Hãy đi ra đây view ra kia, đây view về phía xin dụng cự. Khóa nút cửa này lại. Đấy, ok. Đóng rèm lại, đấy, xong phòng này. Sang phòng bên này thì đây là phòng ngủ thứ ba. Đấy, nhà có con nhỏ cho ở đây, mỗi đứa ở bên. Cửa này khóa cho rồi, ok. Rèm trắng rất đẹp. Đi kiểm tra nhà trước khi ngồi rất là thoải mái. Đấy, ngồi ở đây xem tivi chỗ này, ăn ở đây, nấu ăn ở đây, bên kia mà ngủ phòng ngủ bên kia, hai phòng bên này nữa, rất là rộng, phải nói rất là rộng. Đây cửa đóng là cũng vào này. Đấy, tủ giày thì ở đây, ok, rất là đẹp. Hết ý, nói chung là rất thích căn hộ như này. Cái ga 1 phút nữa, ok, đã chốt xong cửa, bây giờ ra về gửi ảnh cho anh khách người Mỹ xem anh ấy thấy căn này như nào, có hợp lý với anh hay không. Mọi người có nhu cầu tìm nhà thuê hay là nhà mua ở Tokyo hay là các cái tỉnh ở Kanto này thì liên hệ mình sẽ tìm nhà gửi cho các cái căn nhà, cái căn hộ mà phù hợp với các cái tiêu chí của các bạn. Thì chúng ta sẽ tiến hành đi xem nhà. Đấy. Sẽ xuống đơn giá cả rất là rẻ, hợp lý cho mọi người. Ok. Rồi, mình đã check xong, bây giờ mình sẽ đi về. Ok nha. Ok, chào cả nhà và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Mọi người hãy like, đăng ký kênh, theo dõi những video của mình ở Tokyo, đi bộ khắp nơi Tokyo cũng như là những video về những bất động sản nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.